Em An Nguyễn xin chào anh chị khách hàng. Em mới vừa về một cái lô dây điện ha. Thì cái lô điện Hataya này là nó là của Nhật và được sản xuất tại Nhật luôn nha mấy anh chị ha. Và nó dài 29 m. Thì mấy cái cuộn này là đợt này về là hầu như là không có cuộn nào nó bị nứt hay là bị cấn gì hết á. Đó, và nó ở đây á, là chấu của nó là chấu Nhật, chấu dẹp ha. Đây là có silicon chống nước đối với dành những cái ổ tròn ha, chuẩn này. Đó, và ở đây là có CB chống giật đồ các cả thứ luôn, 30 A ngon lành ha. Thì những cái rulo này á, là nó dài 29 m, dây là dây 2 chấm ha, dây 2 chấm. Thì nó chịu tải đối với tải của 100 V thì nó khoảng 5 A ha. Đó, đây dài 29 m thì nó có ghi hết, được sản xuất tại Nhật cho mấy anh chị coi cái tem của nó đây ha. Hataya Made in Japan luôn ha. Đó, dài 29 m đây. Đó thì tất cả những cuộn này là em lựa trong cái nước đầu tiên, nó rất là đẹp ha. Giá của nó thì trước giờ em vẫn đang bán là 1,5 triệu ha. Anh chị em nào lấy thì tranh thủ lấy sớm, như những cuộn đẹp sớm. Đó, còn dần dần những cuộn xấu thì em sẽ báo giá rẻ hơn. Đó, hoặc là đứt nối hay gì đó em thanh lý. Nhưng mà cái lô này phải nói là cực kỳ đẹp. Đó, cực kỳ đẹp. Đó, quá trời quá đất luôn ha. Dây rồi coi như còn ngon lành hết. Đó, và hầu như là dây bây giờ họ chuyển qua thành xài dây xám như thế này rồi ha, chống va đập nè. Đó, chống va đập ha, rồi chống rối luôn, nó không có bị rối lại ha, tại dây nó cũng khá là to, nó cỡ nhỏ hơn ngón tay em xíu anh chị ha. Đó, nhưng mà ở trong nó có rất là nhiều lớp, nó rất là nhiều lớp, tại vì này dây rulo của Hataya là nó chuyên dành đi công trình mấy anh chị ha, ở bên Nhật là nó chuyên xài cho công trình. Đó, thì một cuộn như vậy nó cũng khá là nặng mà nó đẹp lắm ha, rất là đẹp đây hả. Thì cái chấu cắm của nó cũng rất là đặc biệt ha, và nó có dây có đồ để gài như ha, khi mà quấn rulo là nó gài lại. Đó, thì cái này mình muốn cho này nó tụt xuống thì mình nắm cái này mình xoay ha, xoay cái này là nó sẽ tụt xuống ha. Cái này em có một tay thôi thì nó hơi khó. Đó rồi, ok, nó có thêm một cái sợi dây te, nếu mà cái nguồn nơi mà mình thi công hay gì nó có cái nguồn te thì mình lấy cái này mình kẹp vô cái dây te ha. Đó, rất là tiện lợi. Mà quay rulo này á, là quay khi mà anh chị xài xả ra xong là quay cuốn cho vô, nó rất là nhẹ nhàng ha, nó không phải như những cái rulo khác. Đó, rồi ok, thì anh chị mình tranh thủ lấy những cuộn đẹp trước ha, giá là 1,5 triệu ha mấy anh chị ha. Rồi anh chị em nào lấy thì nhắn tin cho em tên địa chỉ nè, ghi ship cho anh cuộn rulo Hataya Nhật 1,5 triệu. Thì giá tại kho chưa bao gồm phí ship nha mấy anh chị ha.